Cung điện Kensington vào ngày hôm qua đã chính thức thông báo con trai của hoàng tử William và công nương Catherine được đặt tên là hoàng tử George Alexander Louis xứ Cambridge. Thông báo của cung điện cho hay, công tước và công nương xứ Cambridge vui mừng thông báo tên của con trai của họ là George Alexander Louis. Em bé sẽ mang tước hiệu hoàng tử xứ Cambridge. Như vậy, sau sự kiện đặt tên này, George đã trở thành cái tên được dùng đến 6 lần để đặt cho 6 vị hoàng đế của Vương quốc Anh. Gần đây nhất là hoàng đế George IV, hoàng thân của nữ hoàng Elizabeth. Trước đó, nữ hoàng Anh Elizabeth II đã tới gặp chắt nội của mình lần đầu tiên tại cung điện Kensington, trước khi William và Kate đưa em bé về nhà ngoại. Nữ hoàng 87 tuổi ở lại cung điện trong nửa giờ đồng hồ, còn gia đình nhỏ dành đêm đầu tiên sau khi xuất viện tại đây.